một chú đỗ con ngủ khì trong cái chum khô ráo và tối om suốt một năm. Một hôm tỉnh dậy, chú thấy mình nằm giữa những hạt đất li ti xôm xốp, chợt có tiếng lộp độp bên ngoài. Ai đó? Cô đây. Thì ra cô mưa xuân đem nước đến cho đỗ con được tắm mát, chú lại ngủ khì. Có tiếng sáo vi vu trên mặt đất làm chú tỉnh giấc. Chú khẽ cửa mình hỏi: Ai đó? Tiếng thì thầm dịu dàng trả lời chú: Chị đây mà, chị là gió xuân đây. Dậy đi em, mùa xuân đẹp lắm. Đỗ con lại cửa mình, chú thấy mình lớn phỏng lên làm nứt cả chiếc áo ngoài. Chị gió xuân bay đi, có những tia nắng ấm áp khẽ lay chú đỗ con. Đỗ con hỏi: Ai đó? Một giọng nói ôm ôm, ấm ấm vang lên: Bác đây, bác là mặt trời đây. Cháu dậy đi thôi, sáng lắm rồi. Các cậu học trò cắp sách tới trường rồi đấy. Đỗ con rụt rè nói: Nhưng mà trên đấy lạnh lắm. Bác mặt trời khuyên: Cháu cứ vùng dậy đi nào, bác sẽ sưởi ấm cho cháu. Cựa mạnh vào. Đỗ con vươn vai một cái thật mạnh, chú trồi lên khỏi mặt đất. Mặt đất sáng bừng ánh nắng xuân. Đỗ con xòe hai cánh tay nhỏ xíu hướng về phía mặt trời ấm áp. Video này các bạn hãy nhấn like và nhấn subscribe để theo dõi kênh của mình nhé.